Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Một ngọn núi ở Làng Mau, huyện A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã sạt lở rất nghiêm vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy, khiến hơn 141 người thuộc 46 gia đình bị chôn vùi. Có thông tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã đào được hài cốt của 6 nạn nhân và một vài người sống sót. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và những người khác đã ra lệnh nỗ lực hết sức để cứu người, ngăn chặn thảm họa thứ cấp và tái định cư cho các nạn nhân. Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ từ các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang, dân quân, xây dựng giao thông, cứu hộ mỏ và cứu hộ y tế ở các khu vực lân cận Tứ Xuyên, cũng như 153 công cụ, máy móc và phương tiện đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và chú ý đến việc cứu hộ trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết vào cuối buổi sáng thứ Bảy rằng theo thống kê sơ bộ, vụ lở đất đã khiến 46 hộ gia đình bị vùi lấp, 141 người mất liên lạc và chặn một đoạn sông dài 2 km và hơn 1.600 m đường bị lấp. Địa chỉ cụ thể xảy ra vụ lở núi là ở làng Xin Mo, thị trấn Điểm Tây, huyện Mao Xian. Vụ sập núi còn khiến đoạn sông dài 2 km bị tắc nghẽn. Cảnh sát vũ trang cứu hộ có mặt tại hiện trường nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng số người bị chôn vùi chính xác vẫn đang được xác minh, vì các học sinh đang ở nhà trong kỳ nghỉ và ngôi làng có dân số đông, ước tính khoảng 100 đến 200 người. Ngôi làng nơi xảy ra vụ lở đất là một điểm thu hút khách du lịch và không loại trừ khách du lịch cũng là những nạn nhân trong vụ lở đất này. Huyện Mao là một trong 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008. Trận động đất ở Vấn Xuyên đã khiến 70% âm 80% ngôi nhà nông thôn ở huyện Mao bị sập và giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Vào năm 2014 và năm 2015, tại huyện Mao cũng đã xảy ra sạt lở đất. Điền Tây, huyện Mao đã trải qua những thảm họa địa chất nghiêm trọng trong lịch sử. Điền Tây, Hải Tử ở huyện Mao là một hồ chắn được hình thành bởi trận động đất với 7,5 độ Richter ở Điền Tây, Trung Quốc vào năm 1933, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Blog chính thức của quận A3 ở Tứ Xuyên, nơi có quận Mao, cho biết, gần đây lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở quận của chúng tôi đã gây ra lở núi và lở đất trên một số con đường ở Mao Xian, Mã Nhĩ Khang, Tiểu Tân và các quận khác. Theo Tân Hoa Xã đưa tin từ Ban Chỉ huy Thiên tai và Dòng chảy Mảnh vụn Cam Túc Châu Cử cho biết, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, thảm họa lũ lụt và lở đất đã giết chết 127 người và 88 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, có 1.294 người mất tích, thương vong thêm và thiệt hại tài sản vẫn chưa được xác minh. Vào khoảng 23 giờ đêm ngày hôm kia, một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống vùng núi phía đông bắc huyện Châu Cử, khu tự trị dân tộc Tạng Gannan, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất ở Vấn Xuyên. Trận mưa kéo dài hơn 40 phút, với cường độ mưa lớn, lượng mưa đạt được là hơn 90 mm. Một khu vực rộng khoảng 500 m và dài khoảng 5 km, bao gồm làng Nhạc Nguyên, thị trấn Thành Quan, huyện Thành Quan đã bị san bằng bởi một trận lở đất trên núi. Khu vực này có gần 2.000 người sinh sống. Người ta đã tìm thấy khoảng 300 hộ gia đình bị chôn vùi do lở đất và hơn 20 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau bị phá hủy. Trận lở đất đã làm hư hại gần một nửa số tòa nhà ở khu vực này của quận và tạo thành một hồ chắn nước đã làm ngập các con đường bình hạ phía bắc và phía nam của quận. Sau trận lở đất, tỉnh Cam Túc, quận tự trị Tây Tạng Gannan và huyện Châu Cử đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch khẩn cấp. Hơn 3.000 sĩ quan và binh sĩ Pla từ Trung đoàn Phòng thủ Hóa học và Trung đoàn Công binh của quân khu Lan Châu, hai đội quân y và hơn 1.300 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang, 1.700 sĩ quan an ninh công cộng và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến khu vực xảy ra lở đất tham gia cứu hộ, tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Sau những nỗ lực cứu hộ của quân đội giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy, cán bộ và quần chúng địa phương, hơn 680 người trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất đã được giải cứu, còn 18 người bị thương nặng đang được chuyển đến các bệnh viện khác. Chính quyền địa phương cũng đã phân phát chi phí tang lễ cho gia đình các nạn nhân. Sau khi sửa chữa, cơ bản đã thông tuyến một quốc lộ và hai tỉnh lộ dẫn đến vùng thiên tai, điện đô thị và thông tin di động được khôi phục một phần. Mặc dù nguồn cung cấp nước bị gián đoạn nhưng chính quyền địa phương đã tìm được một cái giếng và sẽ cung cấp nước uống cho những người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Trước đó, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra và gây lở đất ở huyện Châu, tỉnh Cam Túc đã gây thương vong nặng nề, đồng thời điện, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Bộ Đất đai và Tài nguyên đã phát động ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 1. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, ba ngôi làng, bao gồm làng Tam Yến và làng Nhạc Nguyên, về cơ bản đã bị phá hủy bởi thảm họa lở đất khổng lồ. 1/3 huyện Châu Cử bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng. Vào khoảng 23 giờ hôm kia, huyện Châu Cử, quận Cá Nam, tỉnh Cam Túc,
do mưa lớn bất ngờ gây ra thảm họa lũ lụt và lở đất lớn, gây thương vong nặng nề. Sau thảm họa, các chuyên gia khẩn cấp từ Bộ Đất đai và Tài nguyên ở Cam Túc đã vội vã đến hiện trường lúc 4 giờ 35 phút sáng. Vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, một nhóm chuyên gia từ Bộ Đất đai và Tài nguyên đã vội vã đến khu vực thảm họa từ Bắc Kinh. Hiện tại, hơn 20 chuyên gia thuộc đợt chuyên gia đầu tiên của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, thảm họa lở đất xảy ra ở Tam Yến Đầu Câu và Lạc Gia Đầu Câu ở Bắc Sơn, huyện Châu Cử, và đó là một vụ lở đất nhất. Được biết, nhóm chuyên gia thứ hai của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã lên đường đến địa điểm xảy ra thảm họa và dự kiến sẽ đến vào đêm ngày mai. Cục Đo đạc và Bản đồ Quốc gia đã khẩn trương cung cấp bản đồ địa lý của khu vực thiên tai cho các bộ phận liên quan. Trung tâm Viễn thám và Khảo sát Địa vật lý Hàng không của Bộ Đất đai và Tài nguyên đang phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đẩy mạnh việc giải thích dữ liệu ảnh hàng không và đánh giá thảm họa, cố gắng cung cấp thông tin thảm họa thực sự và đáng tin cậy để cứu trợ thiên tai trong thời gian ngắn nhất có thể. Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp, kế hoạch cứu hộ đã huy động 1.180 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội phòng cháy chữa cháy Công an Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Ninh Hạ cùng hơn 4.000 bộ thiết bị cứu hộ chẳng hạn như máy dò sự sống, thuyền xung kích và thuyền cao su đến khu vực thiên tai để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Giám đốc Trần Vệ Minh của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Chính ủy Tạ Mạt Uyển và Phó Chính ủy Doãn Tuấn Thạch được giao nhiệm vụ và chỉ huy bởi Trung tâm Chỉ huy của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 58 người bị mắc kẹt. Được biết, Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đã triển khai 450 cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa thuộc các đội phòng cháy chữa cháy Công an Cam Túc, Tứ Xuyên và Thiểm Tây tập kết, ứng trực, sẵn sàng lao đến khu vực xảy ra thiên tai bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua ở Đại Trại và Vĩnh Lạc, làng Đại Trại, thị trấn Cương Vũ, huyện Quảng Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, do mưa lớn nhiều ngày và sạt lở đất đã chôn sống rất nhiều người. Theo thống kê sơ bộ, có 38 hộ dân và 107 dân làng bị mắc kẹt do lở đất bị vùi lấp. Sau khi điều tra thêm, 99 dân làng từ 37 hộ gia đình đã bị chôn vùi. Một người dân thoát nạn đã cung cấp danh sách một số người bị chôn vùi. Danh sách cho thấy những người bị chôn vùi gồm 30 em nhỏ đang học tiểu học, hầu hết là các em nhỏ. Tin tức trực tuyến cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại chỗ của thảm họa địa chất ở quận tự trị Quảng Lĩnh vẫn đang được tiến hành. Hơn 700 sĩ quan và binh sĩ từ 12 đội cứu hộ đã làm việc luân phiên với 26 máy móc lớn. Đến 19 giờ cùng ngày, đã tìm thấy tổng cộng 42 thi thể nạn nhân, hiện còn 57 người mất tích. Hiện tại, việc cung cấp vật liệu trong khu vực thiên tai là bình thường, và hơn 1.000 người ở các khu tái định cư tạm thời đã có được thức ăn, quần áo, nhà ở tạm thời, các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cũng như các biện pháp an ninh. Đến nay đã phân phát 652 giường ngất, 1.838 chăn bông cứu trợ thiên tai, 1.058 bộ quần áo, 4,85 tấn gạo ăn, 672 thùng mì gói, 326 hộp thực phẩm, 1.919 phần nước suối và 338 phần đồ uống. Những người ở vùng bị thiên tai đến thăm người thân và bạn bè vẫn có thể được trợ cấp 20 nhân dân tệ mỗi người mỗi ngày. Khu tái định cư tập trung thứ 3 cho đồng bào vùng thiên tai mới thành lập đang trong quá trình sửa chữa nhà, cấp điện nước. Dự kiến sau khi đáp ứng các điều kiện sinh hoạt sẽ đưa vào sử dụng. Nhân viên Giang của đội cứu hỏa quận A3 thuộc đội cứu hỏa Tứ Xuyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên rằng một người sống sót đã được giải cứu vào khoảng 8 giờ 20 phút, khoảng 50 tuổi. Người phụ nữ vẫn tỉnh khi được giải cứu và đã được đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát gần 20 giờ khi được giải cứu. Sĩ quan Giang cho biết một người lính tham gia cứu hộ động đất Chu Hu đã đi sâu vào đống đổ nát và giải cứu người phụ nữ bằng các dụng cụ chuyên nghiệp và máy đào cầm tay. Cùng lúc đó, hai hoặc ba thi thể đã được trục vớt. Được biết, Sở Cứu hỏa Tứ Xuyên đã cử 3 đội cứu hộ với tổng số 199 người và 16 phương tiện cứu hộ. Từ tối ngày hôm kia đến sáng sớm ngày hôm qua, lượng mưa lớn đã xảy ra ở huyện Châu Cử, quận Gan Nan, tỉnh Cam Túc, gây ra thảm họa lở đất. Hiện tại, thảm họa đã khiến 127 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất tích, 127 người thiệt mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Vừa qua, một chiếc máy bay Su-22 của Quân chủng Phòng không Không quân đã rơi tại Yên Bái khi đang tập luyện, khiến cho một phi công hy sinh. Trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn. Đại úy Trần Ngọc Duy, phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1,
thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 được lệnh nhảy dù nhưng đã cố gắng để cứu máy bay và anh đã anh dũng hy sinh. Vụ tai nạn xảy ra trong ngày đầu năm mới khiến cho nhiều người không khỏi xót thương cho chiến sĩ trẻ. Nhớ lại hình ảnh chồng trước khi làm nhiệm vụ, vợ của phi công Trần Ngọc Duy không giấu nổi đau đớn xót xa. Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 31 tháng 1, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Tối qua có mặt tại gia đình Đại úy Trần Ngọc Duy tại Yên Bái, cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân khoảng 100m. Trong thời tiết lạnh giá về đêm, không khí tang thương càng bao phủ lấy ngôi nhà nhỏ. Sát cánh cùng gia đình Đại úy Duy lúc này là những đồng đội, lãnh đạo đơn vị. Việc hậu sự được trao đổi kỹ với bố mẹ đẻ của Đại úy Duy. Lúc 22 giờ 22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ và hai con gái của Đại úy Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà ở phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Bà nội và người thân ra bế hai cháu nhỏ. Chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ của Đại úy Duy xuống xe khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện, khiến cho người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi, không kìm được nước mắt. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, hàng chục những chuyến xe đưa đồng đội của Đại úy Duy từ nhà ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm vơi bớt lạnh giá. 23 giờ đêm, bố đẻ của Đại úy Duy gọi điện trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921, bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh. Nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức. 23 giờ 25 phút, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà ra vị trí phi công gặp nạn quay trở lại. Mẹ của Đại úy Duy khóc nấc. Đến nửa đêm, người nhà và vợ của Đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan. Trên chuyến xe, chị Phương kể, hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên Đại úy Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Chị Phương nghẹn ngào, mùng 4 Tết anh Duy bay ra trước để mùng 5 lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ 7 tới 14 tháng Giêng sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con. Vậy mà, vợ Đại úy Duy nói, chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ vì bị say xe, anh Duy đòi bố mẹ mua ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công. Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác ra Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Vợ Đại úy Duy khóc, mới đầu nghe tin em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin Duy đã hy sinh. Bình thường, trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin bố đi bay nhé. Và nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa. Nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy. Theo thông tin từ ban tổ chức tang lễ Đại úy Trần Ngọc Duy, lễ viếng được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 2. Sau đó, linh cữu Đại úy Duy sẽ được đưa về hỏa táng tại quê nhà Thái Nguyên.
cũng trong sáng cùng ngày, thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy, thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá. Cùng với đó, Quân chủng Phòng không Không quân cũng làm các thủ tục đề nghị xét công nhận liệt sĩ, đề nghị Bộ Quốc phòng xét, đề nghị nhà nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, đề nghị Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với phi công Trần Ngọc Duy. Thưa quý vị, vụ việc đại úy phi công Trần Ngọc Duy hy sinh trong tai nạn máy bay Su-22 tại Yên Bái đã để lại sự tiếc thương cho hàng triệu trái tim, đặc biệt trước thông tin anh đã nhận được lệnh nhảy dù nhưng vẫn cố cứu máy bay và sau đó hy sinh. Nghe thông tin này vào thời điểm đầu năm mới, Đại tá Nguyễn Thành Trung, phi công quân sự kỳ cựu của Việt Nam đã bày tỏ sự đau xót và đáng tiếc cho người đồng đội trẻ tuổi. Liên quan đến vụ rơi máy bay khiến một chiến sĩ thiệt mạng, theo Đại tá Thành Trung nhận định, phi công Trần Ngọc Duy, cấp bậc đại úy, tham mưu trưởng của một phi đội thì kinh nghiệm bay cũng tương đối nhiều. Trải qua khoảng 5 năm huấn luyện, những người ở trình độ này trong lực lượng cũng hiếm, không có nhiều. Đại tá Thành Trung nói, về mặt kỹ thuật, khi máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh, phi công sẽ bỏ máy bay và nhảy dù. Song thực tế, phi công lúc nào cũng muốn giữ được máy bay, tình huống xấu lắm mới đành bỏ máy bay đi nhảy dù. Nói về Sukhoi Su-22, Đại tá Thành Trung cho biết, đây là dòng máy bay tiêm kích có thể bung dù ở bất cứ độ cao nào, ngay cả khi máy bay đang chạy đà cất cánh. Tuy nhiên, phi công vẫn có thể hy sinh nếu quá chú tâm vào việc cứu máy bay hoặc gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng. Khi kích hoạt bung dù, hệ thống tên lửa đẩy ở ghế máy bay Isra-Gripsit sẽ nổ, phóng phi công lên một cự ly đủ cao để từ đó tiếp đất bằng dù. Với áp lực tạo ra từ Isra-Gripsit, phi công thường bị bất tỉnh, thậm chí gặp chấn thương nhưng vẫn giữ được tính mạng. Tiêm kích bom Su-22 là máy bay chiến đấu xuất xứ từ Nga, từng được Không quân Việt Nam sử dụng để tuần tiễu quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam từ năm 1988. Máy bay có tính năng đặc biệt với công nghệ cánh cụp cánh xòe cho phép tăng tốc nhanh chóng. Su-22 được trang bị động cơ tuabin phản lực Luka-AL-21F3 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.860 km/h, bán kính chiến đấu hơn 500 km, trần bay hơn 14.000 km, vận tốc leo cao 230 m/s. Về mặt hỏa lực, máy bay cường kích Su-22 được thiết kế với hai pháo 30mm, tốc độ 80 phát một phút, đặt ở hai cánh, hai giá treo dưới cánh mang hai tên lửa đối không R-60, tầm bắn 8 km và 10 giá treo 6 đặt ở dưới cánh và 4 đặt trên thân máy bay. Trong tấn công mục tiêu mặt đất, Su-22 có thể mang được bom, rocket. Riêng bến thể Su-20M4 mang được cả vũ khí có điều khiển, gồm tên lửa không đối đất KH-23, tên lửa đối đất chống radar KH-25, tên lửa chống radar KH-28, tên lửa đối đất đối hải KH-29 và bom điều khiển bằng laser quang học. Su-24M4 cũng có thể lắp các cụm ống phóng rocket từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn. Hiện Trung đoàn 921 được trang bị 3 loại máy bay chính là Su-22M, Su-22M3 và Su-22M4. Tại Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận máy bay Su-22 của Trung đoàn 921 gặp nạn trong quá trình huấn luyện. Trước đó, vào tháng 4 năm 2019, cũng tại sân bay Yên Bái, máy bay Su-22 do Trung tá Phan Thanh Hải điều khiển đã gặp sự cố đứt dù hãm trong quá trình hạ cánh, khiến máy bay lao quá đường băng và bị hư hỏng. Phi công kịp nhảy dù và tiếp đất an toàn. Vào tháng 7 năm 2017, một vụ tai nạn Su-22 tại Nghệ An đã khiến hai phi công hy sinh. Thưa quý vị, đối với Không quân Việt Nam, những phi công đã có ngàn giờ bay như đại úy Trần Ngọc Duy là tài sản quý giá nhất, hơn cả những chiến đấu cơ tối tân. Chính vì thế mà sự hy sinh của phi công Trần Ngọc Duy là tổn thất vô cùng lớn, không ai mong muốn. Nhưng sự việc xảy ra rồi chúng ta phải chấp nhận và vượt qua, mong gia đình và người thân của anh mạnh mẽ, sớm vượt qua được nỗi đau thương mất mát này. Một máy bay quân sự Su-22 đã gặp nạn trưa nay tại khu vực sân bay Yên Bái, một phi công hy sinh.
Theo đó, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-2 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Sáng nay, thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy tặng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá. Trước đó, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương thăm hỏi động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Lễ tang phi công Trần Ngọc Duy theo nghi thức quân đội. Gia đình và đơn vị đã tổ chức lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy theo nghi thức quân đội từ tối qua đến rạng sáng nay tại nhà đại thể thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Những đồng đội thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị tang lễ cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy được tổ chức theo nghi thức quân đội. Lễ viếng từ hồi 8 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày hôm nay. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày. Sau lễ truy điệu, linh cữu của phi công Trần Ngọc Duy được di quan về quê nhà Thái Nguyên. Phi công Trần Ngọc Duy lần đầu tiên đón Tết đoàn viên trọn vẹn và cũng là cuối cùng bên gia đình. Trước khi hy sinh trong lúc bay huấn luyện Su-22 chiều qua tại sân bay Yên Bái, giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi, chiều nay tại tổ dân phố 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đồng đội, gia đình và chính quyền địa phương chuẩn bị đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 tại Yên Bái. Sáng cùng ngày, lễ viếng và truy điệu thiếu tá Duy được diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đơn vị, chính quyền và gia đình chuẩn bị đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công Duy hy sinh trong lúc bay huấn luyện tại Yên Bái chiều qua. Ngồi một góc nhà, bà Trần Thị Ngọc Phương, 63 tuổi, bác ruột thiếu tá Trần Ngọc Duy nén đau thương, thay mặt ông Trần Ngọc Côn, bố ruột, lo chu toàn mọi việc trước khi đón cháu trai về nhà. Bà Phương kể, khoảng 15 giờ ngày hôm qua, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ anh Duy, gọi điện báo tin chồng gặp nạn tại Yên Bái. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ anh bị thương, đang được cấp cứu, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng khi đơn vị thông báo, chúng tôi biết rằng tia hy vọng đó đã không còn. Bố Duy bật khóc, những người khác sốc không nên lời. Thu xếp nhanh chóng lên Yên Bái, bà Phương nghẹn ngào. Gia đình thống nhất giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi,
dù bà cũng phần nào cảm nhận được cháu trai gặp nạn. Trước Tết, anh Duy đưa vợ con về Thái Nguyên thăm bố mẹ. Gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng và hạnh phúc. Anh tranh thủ sửa nhà cho bố mẹ, lắp thêm cửa kính, sắm tivi mới. 24 Tết, vợ chồng anh về nhà ngoại ở Ninh Thuận. Đây là cái Tết trọn vẹn của nam phi công bên vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Niềm tự hào của xóm làng. Bà Hoàng Thị Diễn, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Quang Trung cho biết, bố anh Trần Ngọc Duy là bộ đội phục viên, hiện làm tự do, còn mẹ là bà Vũ Thị Thúy ở nhà nội trợ. Anh Duy là con trai cả, sau còn có em trai đang học năm cuối đại học. Anh Duy đã lập gia đình, vợ công tác cùng ngành, họ có hai con gái, cháu lớn 6 tuổi, bé mới được 1 tuổi. Bé lớn ở cùng ông bà ngoại ở Ninh Thuận. Bà Diễn cho hay, cuối giờ chiều qua, chính quyền địa phương nhận tin một công dân gặp nạn ở Yên Bái, nhưng chỉ nghĩ tai nạn thông thường. Đến 19 giờ cùng ngày, bà nhận tin người gặp nạn sống tại số nhà 45B, đường Lương Thế Vinh của gia đình ông Côn, bà Thúy. Người phụ nữ vội đến nhà thì được biết phi công Trần Ngọc Duy hy sinh khi bay huấn luyện. Người thân và gia đình đều đã lên Yên Bái. Cháu Duy là người bản lĩnh và trưởng thành, là niềm tự hào của xóm làng. Hay tin chúng tôi đau xót vô cùng, bà Diễn nói. Theo lời tổ trưởng tổ dân phố, năm 18 tuổi, khi đang học tại trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, anh Duy là người duy nhất của địa phương được tuyển vào trường sĩ quan không quân. Ngày đó, bộ đội về tuyển phi công lái máy bay, địa phương chỉ có mỗi cháu Duy là đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe và trúng tuyển. Chúng tôi rất tự hào, bà nói. Cháu Duy ngoan, thương yêu mọi người, vậy mà ra đi đột ngột là một sự mất mát lớn đối với gia đình. Bà Vũ Tuyết Lâm, 51 tuổi, sống tại tổ dân phố số 6, tâm sự. Trước đó, lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Anh Trần Ngọc Duy là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với anh Trần Ngọc Duy và gia đình. Truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho phi công Trần Ngọc Duy. Xét đề nghị của Ban Thanh niên Quân đội và Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi đội phó, kiêm tham mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 vì đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Sáng nay, thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá. Trên trang Toutiao của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết nói về vụ việc máy bay Su-22 Việt Nam bị rơi ở Yên Bái khiến cho một phi công hy sinh. Thông tin này đã được truyền thông Bắc Kinh cập nhật rất nhanh chóng và đưa ra những bình luận cho rằng đây là máy bay đã từng là nỗi khiếp sợ của Trung Quốc trong quá khứ. Bài báo viết có tiêu đề
tiêm kích Su-22 Việt Nam rơi, phi công thập niên 90 thiệt mạng, từng làm quân ta khiếp sợ. Tờ này cho rằng, căn cứ thông tin liên quan của truyền thông Việt Nam, ngày 31 tháng 1, một máy bay tiêm kích ném bom Su-22M4 Fintaka số hiệu 5873 thuộc Trung đoàn Không quân 921 Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam đã gặp nạn khi đang bay huấn luyện, một phi công thiệt mạng trên đường băng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12 giờ 27 phút sáng ngày 31 tháng 1. Cùng ngày, một máy bay tiêm kích Su-22M4 tại sân bay Yên Bái đã cất cánh bay huấn luyện, nhưng do sự cố máy móc nên phi công đã điều khiển chiếc tiêm kích này quay trở lại sân bay. Đài chỉ huy đã yêu cầu phi công nhảy dù để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, đại úy không quân tên là Trần Ngọc Duy đã cố gắng cứu chiếc máy bay và chọn hạ cánh khẩn cấp. Anh đã không nhảy dù kịp và cuối cùng chiếc máy bay cũ bị rơi và phi công thiệt mạng. Báo Trung Quốc tiếp tục, Su-22 là máy bay ném bom chiến đấu cánh cụp cánh xòe, mẫu Su do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960. Đây là mẫu xuất khẩu máy bay ném bom chiến đấu Su-7 Atapner do quân đội Liên Xô sử dụng riêng. Nó chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công trên bộ và có năng lực phòng không hạn chế. Máy bay có một phi công, trang bị một động cơ tuabin phản lực AL-21F3, có sải cánh 13,66m, dài 18,91m, cao 4,71m, tốc độ tối đa 2.236 km/h, tốc độ hành trình 800 km/h, tốc độ leo cao 180m/s, trần bay thực tế 17.000m, trần bay tối đa 23.000m, phạm vi chuyển tiếp 2.800 km/h và bán kính chiến đấu 1.124 km, trọng lượng đất cất cánh tối đa là 17.800 kg, tải trọng bom là 4.000 kg, trang bị vũ khí chính bao gồm 2 khẩu pháo 30mm HP-30 và 8 giá treo bên ngoài có thể treo các tên lửa không đối không như R-60, R-13M, tên lửa không đối đất X-25L, X-29T, cũng như nhiều loại bom và tên lửa khác. Xung đột biên giới Trung Việt năm 1979 đã đốt nóng quan hệ Xô Việt, báo Trung Quốc nhận định. Liên Xô cung cấp cho Việt Nam một số lượng lớn máy bay chiến đấu mới vào tháng 7 và tháng 8 năm 1979, trong đó có 180 máy bay chiến đấu MiG-21 đời mới, trang bị cho 8 trung đoàn. Cuối năm đó, Liên Xô cung cấp thêm 40 máy bay chiến đấu ném bom Su-22M3 và 6 máy bay huấn luyện số 22U. Su-22M3 là mẫu máy bay mới được bay thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1976. Nó được trang bị các thiết bị quang điện tử và thiết bị khá tối tân lúc bấy giờ. Nó có thể phóng tên lửa không đối đất dẫn đường bằng sóng vô tuyến. Năm 1988, Liên Xô cung cấp cho Việt Nam 32 máy bay tiêm kích ném bom Su-22M4 với khả năng chiến đấu ngày càng được cải thiện. Đến mức Việt Nam có 2 trung đoàn được trang bị máy bay này, có thể cất cánh từ miền Trung và miền Nam ra quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là loại máy bay tấn công mặt đất, mặt biển tiên tiến nhất, kể cả so với Trung Quốc vào thời điểm đó. Theo ông, chiến tranh Trung Việt năm 1988, năng lực phòng không hải quân Trung Quốc còn yếu. Chỉ có duy nhất chiếc khinh hạm tên lửa phòng không 531 không được trang bị tên lửa đối hạm Hồng Q-61 vì nó đã nằm trong danh sách. Sau thắng lợi trong trận hải chiến, nhận thông tin tiêm kích bom Su-22 của Việt Nam có thể đang cất cánh. Do lo sợ Su-22 có thể phóng tên lửa chống hạm tầm xa nên nó phải rút khỏi trận chiến. Tuy nhiên sau đó, tôi được biết rằng tốc độ phản ứng thực tế của không quân Việt Nam chậm hơn chúng tôi nghĩ. Trận chiến đã kết thúc, phía Việt Nam không có dấu hiệu điều động lực lượng không quân. Sau khi Liên Xô tan rã, không quân Việt Nam không còn khả năng tiếp nhận các loại tiêm kích ném bom mới trên diện rộng. Nhưng loại tiêm kích ném bom cũ vẫn được ở biên chế trong tiền tuyến. Người Việt Nam gọi Su-22 là Su-22. Chiếc máy bay này hiện là loại máy bay cường kích duy nhất của không quân Việt Nam và tất nhiên nó cũng là loại máy bay già cỗi nhất. Việt Nam đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng lực lượng không quân vào năm 2004, loại bỏ tất cả các máy bay MiG và thay thế tất cả các loại thiết bị chính bằng máy bay chiến đấu dòng Su. Điều này đã làm giảm đáng kể quy mô phi đội lực lượng không quân mạnh nhất Đông Nam Á này. Không quân Việt Nam được trang bị 11 chiếc Su-27SK, Su-27UBK làm nhiệm vụ không chiến chủ lực và chủ lực tuyệt đối là 35 chiếc Su-30MK2V. Mặc dù ban đầu số lượng Su-22 được tiếp quản không nhiều, nhưng do Su-22 đã sản xuất từ những năm 1990 nên thị trường quốc tế sẽ không có nhà cung cấp nào cung cấp linh kiện cho Su-22. Hệ thống công nghiệp Việt Nam cũng không thể sản xuất được linh kiện rất nhiều, nên hầu hết những chiếc Su-22 đang phục vụ tại Việt Nam đều đã quá hạn sử dụng. Nhiều bộ phận hỏng hóc là do được chế tạo hoặc tháo rời từ những chiếc Su-22 khác.
nhìn chung là rất tồi tệ. Do không phải là sản phẩm theo lô nên máy bay huấn luyện và cường kích cũng có các thuộc tính khác nhau. 40 chiếc Su-22 của Việt Nam cũng được phối trộn hai loại động cơ là R29BS và AL21F3 với nhiều bộ phận của các động cơ vẫn còn nguyên vẹn. Nó không thực sự phổ biến và điều này thực sự làm tăng thêm khó khăn trong việc bảo trì hàng ngày. Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được kết quả tốt trong xây dựng kinh tế, tiết kiệm ở mức độ nhất định trong chi tiêu quốc phòng. Nên có người đồn đoán rằng Việt Nam muốn thay thế Su-22 thì vẫn sẽ chọn một loại tiêm kích đã qua sử dụng nào đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ chọn Su-34 hoặc loại bỏ máy bay cường kích và mua thêm Su-30 hoặc Su-35. Bởi hai loại tiêm kích này cũng có khả năng tấn công rất lợi hại. Với các loại đạn cường kích như KH-31, KH-29, KH-59M, Việt Nam cũng sẵn có. Nhưng bất kể lựa chọn nào thì vấn đề lớn nhất vẫn là ngân sách, không phải Việt Nam không có tiền mà không muốn tiêu tiền. Làm thế nào để hỗ trợ tốt cho các lợi ích kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông hiện đang là vấn đề chính được cân nhắc khi Việt Nam mua máy bay chiến đấu mới. Bình luận về bài viết này, một số dân mạng Trung Quốc cho hay, một người cho biết chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn phải đưa máy bay quay trở lại và hạ cánh. Điều này dễ gây ra sự hy sinh nhưng không sợ hãi. Cuối cùng, con người vẫn là trên hết. Người dân có tên Kusaku cho rằng, tôi rất muốn biết so sánh lực lượng không quân hiện tại giữa Trung Quốc và Việt Nam có ai biết không? Nickname Nam Sơn 103 viết, phi công dũng cảm như phi công Trung Quốc. Một người đề xuất kịch bản ảo tưởng, tại sao không quân ta không mở cuộc phản công tự vệ chống lại Việt Nam, nuôi binh hàng ngày, dùng binh một thời. Cư dân mạng có tên là Rakutensik cho rằng đây là một quan tài sắt cũ kỹ, tiếc người phi công. Dân mạng khác cho hay sức mạnh của không quân họ đã hoàn toàn đè bẹp chúng tôi trong cuộc phản công tự vệ. Điều duy nhất chúng tôi sợ là biên giới dài trên đất liền, nhưng lục quân của chúng tôi hỗ trợ mọi thứ. Nhưng ngày nay, lực lượng không quân của chúng tôi cũng đã có thể thể hiện sức mạnh của mình trên bầu trời xanh tùy thích. Cư dân mạng có tên là Leo Tang 40 cho rằng, khi trung đoàn G6 của chúng tôi đóng quân trên cao nguyên đất đỏ năm 1993, chúng tôi rất chú ý đến hoạt động di chuyển của Su-22. Một dân mạng cảm thán, từ quan điểm của một người lính, hành động của người sinh năm 1990 này là anh hùng tuyệt đối. Cư dân mạng có tên là Vensi-1 đã cho rằng hy sinh cứu máy bay chiến đấu ca ngợi phi công này. Dù thế nào đi nữa, tinh thần của phi công này đáng được tôn trọng. Một dân mạng chia sẻ, một người khác nhận định máy bay chiến đấu này đã quá cũ rồi. Một người cho biết, mua máy bay hiện đại thì quá đắt, quy mô kinh tế Việt Nam không chịu nổi. Phi công đã liều mạng bay khỏi khu vực đông dân cư và cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất cho số đông. Một dân mạng khác khen ngợi. Vậy còn các bạn nhận định gì về bài viết của báo Trung Quốc và sự hy sinh của phi công Su-22 của Việt Nam? Ngày hôm qua tại Paris, Pháp đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Australia-Pháp lần thứ hai. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, các nhà lãnh đạo hai nước đã khẳng định nỗ lực của hai bên trong việc làm mối quan hệ song phương và đưa quan hệ hai nước phát triển dựa trên ba trọng tâm gồm quốc phòng, an ninh, biến đổi khí hậu, phục hồi và văn hóa giáo dục. Australia-Pháp cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác ở khu vực Thái Bình Dương, trong đó cụ thể hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong chuỗi cung ứng an ninh an toàn hàng hải, biến đổi khí hậu và cùng chống lại nạn đánh bắt cá trái phép, hoạt động tội phạm trên biển trong lúc thúc đẩy nền kinh tế xanh. Đồng thời, Australia và Pháp cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt. Trong vấn đề Biển Đông, cả Australia và Pháp đều phản đối các hành động bắt nạt gây bất ổn trong khu vực, bao gồm cả việc quân sự hóa khu vực đang có tranh chấp. Australia và Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ dành cho các quốc gia thực hiện các quyền và tự do ở Biển Đông, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, bao gồm quyền tự do đi lại trên biển và trên không. Australia và Pháp cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai lực lượng và qua lại ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như quy định trong luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lực lượng quân sự, kinh tế và kiềm chế chiến lược. EU có mối quan tâm lớn đến Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung ở hai khía cạnh là hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế. Người ta tính rằng sự đối đầu ở Đông Á sẽ ảnh hưởng lớn tới EU bởi lợi ích của 27 nước ở khu vực với 18,1% xuất khẩu và 30,1% nhập khẩu.
Trên khía cạnh kinh tế giữa EU và Nhật Bản, Hàn Quốc có quan hệ đầu tư và thương mại cũng rất lớn. 18,1% xuất khẩu của EU là tới Đông Á, trong khi toàn châu Á là 21,4%. EU nhập khẩu 30,1% hàng hóa từ Đông Á, trong tổng số 34,3% từ châu Á. Qua đó, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại giữa EU và Đông Á đã tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng rủi ro cao. Với Trung Quốc, về mặt kinh tế có thể thấy sự ràng buộc rất lớn giữa EU như là một khu vực đang phải đối diện với những khó khăn rất lớn. Trong khi Trung Quốc lại là một thế lực kinh tế mới nổi, có dự trữ ngoại tệ rất lớn và một công xưởng sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc là khá lớn. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của EU là thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Về mặt hòa bình và an ninh, mối quan ngại của EU chủ yếu xuất phát từ bản sắc của EU với tư cách là một khối cường quốc yêu trụng hòa bình chuẩn mực. Vì thế, mặc dù làm ăn lớn với Trung Quốc, nhưng các nước EU vẫn nhìn Trung Quốc không chỉ là một thế lực hung hãn đang trỗi dậy, mà còn là vì bản chất hệ giá trị tiêu cực mà nó theo đuổi. Nền cai trị phi dân chủ với một chủ nghĩa tư bản hoang dã về bản chất luôn vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, cũng như là về luật lệ quốc tế và về nhân quyền nói chung, chỉ để thực hiện các tham vọng lợi ích của mình. Do đó, nếu các châu Á tiến hành cải cách kinh tế và chính trị theo hướng nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì EU sẵn sàng dành cho những ưu đãi và giúp đỡ. Myanmar với những cải cách được bắt đầu hơn một năm qua là một ví dụ tiêu biểu. Hiện tại, Đông Á là khu vực của bất ổn cho các quốc gia tăng cường trang bị khí tài quân sự và bất đồng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Đe dọa của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên do xung đột Nam-Bắc Triều Tiên. Các tranh chấp ở các quần đảo giáp danh giữa các nước Đông Bắc Á với nhau. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đều được EU quan tâm, theo dõi với sự lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, do EU không tập trung nỗ lực vào xây dựng lực lượng quân sự và phòng thủ riêng vì nằm chủ yếu trong khối NATO, dưới sự chỉ huy của Mỹ, EU không thể có biện pháp quân sự và an ninh cụ thể để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Và trước sau gì thì châu Âu nói chung và cả EU và Nga đều không can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Nhà nghiên cứu Philip Steller khẳng định, tuy về vấn đề an ninh khu vực Đông Á vẫn đặc biệt quan trọng với kinh tế EU và thế giới nói chung, do đó, một khi xung đột xảy ra ở Biển Đông, rất có thể các quốc gia EU sẽ hành động đơn lẻ để duy trì luật pháp và trật tự, hoặc để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở khu vực này. Đồng thời, với tư cách toàn khối, EU có thể can dự thông qua NATO. Dù sao, cả Anh và Pháp vẫn có thể hành động riêng nếu đó thuộc về lợi ích của họ. Cả Anh và Pháp đều có lực lượng hải quân mạnh, bao gồm cả khả năng hai nước triển khai tàu sân bay. Lợi ích của các cường quốc trên thế giới tại Biển Đông rất đa dạng, nhiều cấp độ, có sự khác biệt nhất định giữa họ với nhau. Và vì thế, các chính sách của từng nước cũng khác nhau. Nhưng giữa các cường quốc vẫn có những lợi ích chung, tạo nên tiếng nói chung trong kiến tạo hòa bình ở Biển Đông. Trong đó, Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tham vọng bá chiếm lãnh thổ và tạo ra các xung đột đầy kịch tính ở khu vực. Nguyên nhân chính khiến Trung Quốc ngày càng tự tin và mạnh bạo trong các hành động gây hấn giữa hai nước Việt Nam và Philippines và ngang nhiên thực hiện nhiều biện pháp, chính sách khác, cả việc dùng sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm nhằm độc chiếm Biển Đông là ở chỗ các nước có tranh chấp với Trung Quốc và cả khối ASEAN đều không phải là đối thủ cân sức với Trung Quốc. Hơn nữa, thái độ thiếu quyết liệt và dứt khoát của một số cường quốc, kể cả Mỹ, thể hiện trong sự quá mềm mỏng với Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 17 tháng 11 năm 2012, càng khiến Trung Quốc tự tin vào chiến lược độc chiếm Biển Đông của mình. Mối lo chính hiện nay của 4 nước ASEAN có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc chính là khả năng thỏa hiệp của các nước lớn với Trung Quốc. Vì tầm nhìn thiển cận và lợi ích quốc gia cục bộ của họ, một số hoặc tất cả các nước lớn này có thể chấp nhận để Bắc Kinh khẳng định chủ quyền của mình đối với một phần lớn hay toàn bộ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với điều kiện Trung Quốc bảo đảm Biển Đông, sự tự do lưu thông trên các tuyến hàng hải ở Biển Đông. Ý kiến của một học trò Australia gần đây về việc các cường quốc nên chấp nhận ảnh hưởng độc tôn của Trung Quốc đối với bán đảo Đông Dương là một hiện tượng bạo lực khuynh hướng đầy rủi ro này.
đây là một khuynh hướng bất lợi và nguy hiểm nhất cho các nước, nhất là Việt Nam. Vấn đề khả năng thỏa hiệp của các nước lớn với Trung Quốc cần được giới nghiên cứu chiến lược và quy định chính sách, nghiên cứu toàn diện và thận trọng nhất. Tuy nhiên, những chuyển động địa chiến lược từ năm 2012 với tuyên bố trở lại châu Á của Mỹ cho đến không khí của diễn đàn Shangri tại Singapore vào tháng 6 năm 2012 và hội nghị thượng đỉnh ASEAN 17 tại Phnom Penh tháng 11 năm 2012 đã cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội cho các cơ chế hợp tác đa phương mới để tăng cường ổn định và thúc đẩy thương mại và an ninh chung ở Biển Đông. Xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là không thể đảo ngược. Cho dù nội bộ khối ASEAN hàm chứa không ít bất đồng giữa các nhóm nước có lợi ích khác nhau và sự can thiệp đầy thâm hiểm của Trung Quốc trong năm Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rõ ràng sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11 năm 2012. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia trước hết là của các chiến lược gia đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, trung tâm dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ các mâu thuẫn lợi ích địa chính trị, mà còn là xung đột về hệ giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới. Xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cực quyền. Vì thế, việc giải quyết các xung đột về chủ quyền và an ninh trên Biển Đông đòi hỏi nỗ lực lớn và kiên trì, chính sách kiên định và cơ quan của tất cả các bên. Trong đó, việc lựa chọn chiến lược và chính sách của Việt Nam trong quan hệ quốc tế cần phải kết hợp và trên hết, dựa vào tăng cường nỗ lực của dân tộc là yếu tố quyết định. Trong vài tiếng đồng hồ, dưới bầu trời xám xịt, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng gầm rú bay lên, đáp xuống bãi đáp của tàu sân bay Nimitz trong một cuộc biểu dương sức mạnh quân sự từ Hoa Kỳ tại một trong những vùng biển tranh chấp gay gắt nhất thế giới, đó chính là Biển Đông. Máy bay trực thăng MH-60 Seahawk và máy bay phản lực FA-18 Hornet với các bí danh như Fuji Bear, Pigsuit và Pungu phát ra những tiếng rú chói tai khi hạ cánh trong mưa phùn xuống Nimitz. Chiếc tàu sân bay dẫn đầu một nhóm tàu tiến vào Biển Đông hai tuần trước. Chỉ huy của nhóm, chuẩn đô đốc Christopher Sinney, cho biết chuyến đi là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì quyền tự do đi lại trong vùng biển và vùng trời của một khu vực quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Chúng tôi sẽ ra khơi, bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà tiêu chuẩn quy định quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách an toàn và chúng tôi sẽ kiên quyết về điều đó, chuẩn đô đốc Sweeney nói với Reuters hôm vừa qua. Thật ra là di chuyển và vận hành dĩ nhiên với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi trong khu vực và đảm bảo với họ về thương mại tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi vận chuyển khoảng 3,4 nghìn tỷ đô la thương mại hàng năm, đã được các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc hoan nghênh. Nhưng điều đó tiếp tục chọc giận đối thủ Trung Quốc, vốn coi các cuộc diễn tập này là hành động khiêu khích trong sân sau của họ. Động thái mới nhất của Hoa Kỳ được thực hiện ngay sau khi phía Trung Quốc đã điều tàu cảnh sát biển 12.000 tấn xuống Biển Đông. Báo giới Trung Quốc hôm vừa qua cũng rầm rộ đưa tin. Trang news.qq.com cho biết, quân sự điều tàu 12.000 tấn xuống Biển Đông và động thái đáp trả từ phía Hoa Kỳ. Tờ này cho hay gần đây, một quốc gia khác ở Biển Đông lại gây ra những xáo trộn mới, nhưng lần này không phải là Philippines mà chính là Indonesia. Mới đây, Tư lệnh Hải quân Indonesia đã tuyên bố điều tàu chiến và máy bay không người lái theo dõi các tàu tuần duyên của Trung Quốc. Cuộc đấu tranh đằng sau vụ việc này không đơn giản và nguồn gốc của nó bắt đầu từ một kế hoạch được Indonesia công bố vào cuối năm ngoái. Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo tuyên bố Indonesia và Việt Nam đã giải quyết thành công đàm phán về vấn đề biên giới vùng đặc quyền kinh tế. Indonesia sau đó khởi động cái gọi là dự án phát triển dầu mỏ dầu khí đầu tiên ở Biển Đông. Cơ quan quản lý dầu khí Indonesia đã xác nhận thông tin này và hứa sẽ đầu tư 3,07 tỷ đô để phát triển mỏ dầu khí mang tên Tuna, dự kiến đạt công suất 115.000 feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày vào năm 2027 và mỏ dầu khí này nằm trong đường chín đoạn ở Biển Đông, gần biên giới giữa Indonesia và Việt Nam.
Vào năm 2021, các tàu của Trung Quốc về Indonesia đã theo dõi nhau trong nhiều tháng, gần các giàn khoan dầu đang tiến hành đánh giá giếng trong khu vực nằm trong đường 9 đoạn ở Biển Đông khi Trung Quốc kêu gọi Indonesia dừng lại. Bây giờ có vẻ như cảnh báo không có hiệu lực, báo Trung Quốc nói. Thêm vào sự khiêu khích, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Dầu khí Indonesia đe dọa rằng hoạt động phát triển tài nguyên ở nhiều nơi trên Biển Đông có tác động điển hình đối với Malaysia, Việt Nam, Brunei, Philippines và Indonesia. Đây là một trong những điểm nóng địa chính trị trên thế giới. Hải quân Indonesia phải tham gia đảm bảo an ninh cho các hoạt động liên quan và tuyên bố chủ quyền của Indonesia về kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, kể từ khi Indonesia công bố kế hoạch, Hải quân Indonesia đã cáo buộc tàu cảnh sát biển 12.000 tấn mang số hiệu 5901 của Trung Quốc đi vào vùng biển liên quan, đặc biệt là gần mỏ khí tự nhiên cá ngừ và mỏ dầu khí chim sáo của Việt Nam. Hải quân Indonesia đã cử tàu chiến máy bay không người lái giám sát. Sĩ quan tham mưu Hải quân Indonesia ông Ali cho biết, dù tàu không có hành động khả nghi, nhưng chúng tôi vẫn phải giám sát, báo Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Hoa Kỳ cũng đã đến rất nhanh. Gần đây, Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo rằng nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz đã được triển khai vào Biển Đông để thực hiện các hoạt động. Theo Tổ chức Tư vấn Nhận thức Tình hình Chiến lược Biển Đông, nhóm tấn công tàu sân bay Nimitz đang hoạt động ở Biển Đông, cách đảo Hoàng Nham khoảng 200 km về phía Tây Bắc vào ngày hôm đó. Quân đội Mỹ cũng đã xác nhận Trung Quốc cử hai tàu chiến theo dõi và giám sát. Trên thực tế, khi nghe tin tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông, nhiều người đã cảm thấy bình tĩnh, phản đối thế nào họ cũng sẽ đến. Lấy tàu sân bay Mỹ làm đối tượng tập trận thì tốt. Khoan, đây là sự tự tin do tên lửa chống hạm của chúng ta mang lại. Về vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua tham vấn giữa các nước liên quan, không thể để thế lực bên ngoài can thiệp. Điều này đã được chính phủ mới của Marcos ở Philippines nhìn thấy. Rõ ràng, cách đây không lâu đã thẳng thừng tuyên bố Hoa Kỳ không phải là bên liên quan trực tiếp và phải được các nước có liên quan đàm phán thì can thiệp của Hoa Kỳ vào Biển Đông sẽ không thành công. Những lời này là rất chí lý, Nam Dương tốt nhất nên nghe theo. Báo Trung Quốc kết thúc đầy mạnh mẽ, còn đối với Việt Nam thì hiện tại chúng ta vẫn im lặng. Nhưng trên bản đồ hải trình mới nhất của tàu CCG 5901, 12.000 tấn của Trung Quốc, phía xa xa chúng ta có thể thấy một tàu cảnh sát biển mang số hiệu 8005 của Việt Nam vẫn nằm im quan sát, bám sát từng ly từng tí. Hiện tại, tàu Trung Quốc đang ở khu vực phía Malaysia của đường phân định thềm lục địa giữa Indonesia và Malaysia, trong khu vực mà Việt Nam và Malaysia đệ trình chung lên Liên Hợp Quốc. Và thềm lục địa kéo dài ước chừng cách bãi tư chính khoảng 90 hải lý, gần 145 km. Việt Nam dùng tàu cảnh sát biển 8005 để theo dõi tàu Trung Quốc vì đây là con tàu hiện đại bậc nhất do công nghiệp quốc phòng Việt Nam thi công đóng mới. Tuy không thể so sánh với độ lớn của tàu Trung Quốc, nhưng với chiều dài 90m, rộng 14m, độ cao mạn 7m, lượng giãn nước 2.400 tấn, tốc độ 21 hải lý một giờ, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm. Tầm hoạt động 4.000 hải lý, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12. Trên tàu có sân đỗ cho máy bay trực thăng cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, thì tàu cảnh sát biển 8005 gắn đủ sức bám đuôi và theo dõi mọi hành động của tàu Trung Quốc trong nhiều ngày liền trên biển. Trung Quốc trong năm 2022 tiếp tục khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình đối với vùng biển Đông rộng lớn bằng những hành động ngày càng mang tính cưỡng ép và hăm dọa. Điều này có thể gây ra bất lợi cho Bắc Kinh và các nước láng giềng đang tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Washington để làm đối trọng. Theo nhận định của giới quan sát Biển Đông, nơi chứa lượng hải sản, khoáng sản phong phú và là thủy lộ quan trọng cho thương mại toàn cầu. Trong những năm gần đây, đã chứng kiến căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Trung Quốc từ chối công nhận chủ quyền của 5 nước kia đối với một phần hoặc cả vùng biển và bác bỏ các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền lịch sử rộng lớn của nước này vào năm 2016, theo Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc. Bất chấp những lời lẽ về việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, Trung Quốc dường như không thể thay đổi hướng đi ở Biển Đông. Họ tiếp tục dựa vào sự cưỡng ép và bắt nạt để thúc đẩy các yêu sách của mình theo một cách liên tục và thúc đẩy các bên đòi chủ quyền ở Đông Nam Á, tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, với nhau và với bên ngoài khu vực khác. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì Trung Quốc mong muốn.
một trong những nước có tranh chấp chủ quyền đôi khi căng thẳng với Trung Quốc trong những năm gần đây, đang thúc đẩy quan hệ với nhiều quốc gia khác ngoài khu vực tranh chấp, bao gồm cả Mỹ, các nước Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ. Tất cả các nước từng lên tiếng ủng hộ một vùng biển Đông tự do và rộng mở, cũng như bày tỏ lo ngại về những hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á đều mong muốn thực sự vấn đề Biển Đông không chỉ còn là vấn đề của riêng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, mà nó là vấn đề của thế giới, bởi vì Biển Đông đóng một vai trò quan trọng trên toàn cầu. Việt Nam sẽ tham gia tập trận Hải quân ASEAN vào tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, Hải quân Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận đa phương với các quốc gia Đông Nam Á khác do Philippines đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm nay, nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân trong khu vực giữa lúc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Trung tá Benjo Nigraza, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, vừa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cuộc tập trận hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 2, AMNEC 2, dự kiến vào quý 2 năm nay. Truyền thông Philippines loan tin, một kế hoạch huấn luyện cơ bản sẽ được định hướng việc tổ chức cuộc tập trận hải quân này nhằm nâng cao khả năng tương tác và thực hiện liền mạch giữa các lực lượng hải quân ASEAN như đã được vạch ra tại hội nghị bởi đại diện hải quân của các nước thành viên ASEAN như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, ông Negraza nói. Nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Hải quân Philippines nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ASEAN hòa bình và ổn định. Thông tấn xã Philippines NPA dẫn lời ông Negraza cho biết thêm. Một đơn vị của Hải quân Philippines cho biết trên Facebook hôm vừa qua rằng, lực lượng sẵn sàng trên biển của hạm đội Philippines FMAF chủ trì hội nghị lập kế hoạch cuối cùng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 liên quan đến cuộc tập trận hải quân ASEAN AMNEC sắp tới được lên kế hoạch vào quý 2 năm nay. Trong đó, FMAF được chỉ định làm trụ sở Tổng cục Tập trận EDS. Hội nghị trên đã chốt lịch trình và nội dung cuộc diễn tập hải quân AMNEC 2 nhằm tăng cường hợp tác và sẵn sàng xử lý các vấn đề trên biển, trang này cho biết thêm. Cổng thông tin của Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận AMNEC 2 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. VOA đã liên lạc Bộ Quốc phòng Việt Nam và đề nghị xác nhận việc tham gia cuộc tập trận này nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam chưa loan tin về cuộc tập trận này. Như vậy, tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN ngoại trừ Myanmar dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận đa phương này, cùng với Philippines, Malaysia, Việt Nam và Brunei nằm trong số các quốc gia ven biển vướng vào tranh chấp hàng hải kéo dài hàng thập kỷ với Trung Quốc ở Biển Đông. Các tranh chấp này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự và liên tục cưỡng ép các quốc gia khác trong khu vực. Được biết, sáng kiến về cuộc tập trận AMNEC đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan đệ trình trong Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN ANCM lần thứ 8 vào năm 2014. Cuộc tập trận AMNEC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 tại Thái Lan dựa trên 3 trụ cột chính: khả năng tương tác, khả năng đáp ứng và sự sẵn sàng chiến đấu để giải quyết các mối quan ngại hàng hải chung trong khu vực. Tại AMNEC lần đầu tiên, Tổ tham mưu tác chiến trên tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã tham gia tập trận về kế hoạch đi biển và tiến hành tập trận mô phỏng ở Pattaya, Thái Lan, cùng các hoạt động khác như vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển, tiếp vận trên biển và trên không, thông tin liên lạc Hải quân. Trang thông tin quân khu 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi đó nói rằng mục đích của cuộc tập trận này là góp phần củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.